Đây này. Cái này là mình trải phôi à? Vâng. À, mình đang trải phôi. Làm hình chữ Z này cho ông anh này. Đấy, bắt đầu mình trải phôi trên máy này. Đấy. Nhập số liệu để trải phôi rồi. Số lượng 3 cái. Rồi đấy, đúng rồi đấy. Tôn giam 2 ly nhá. Tiếp theo là cho tôn này, nhập số liệu này. À, cho tôn này. Đây là mấy đồ này. Rồi bẻ cho bằng thôi. Nhưng đứt sao được cái đấy, tôn giam đứt được mắt. Nhập mạnh lắm, thầy không biết đúng hay sai. Đây, mấy đồ chuẩn bị vào hồ hào hoạt động này. Đột dọc đấy. Sau một hồi đột đây, mình ra thành sản như thế này đây. Xẻ xẻ ra ganh luôn đây.
kích thích cho thằng kia nó chấn chưa? Thế bảo nó chấn thôi. 20-42 với bao nhiêu? Ờ mày chấn nhanh hai đường không? Bốn 20 à? 20-42. Chấn đi đâu? Đây thì chấn đây 20 này. Xong đây là 42 thằng này. Thân ơi 42 bao nhiêu đây? Đấy, cứ chân vào dài. Lộ vào là 20. Sau một hồi đột sai xong rồi sửa lần 2 đây. Không biết là tình hình là như thế nào nào. Chắc lần này là ngon hơn rồi, đẹp hơn rồi này. Đấy, khẩy làm ăn vậy. Rồi xong đột xong rồi ta xảy ra mấy chân này. Lấy kích thước chuẩn cho đây. Rồi, chuẩn rồi, chân đi. Rồi, trừ Z nhá. Trừ Z nhá. Máy đây vuông lắm. Vuông thành sắc cạnh lắm. Rồi, ok. Ok luôn. Ok. Xem có đúng không? 2 phân. 20 nhá. Rồi, Rồi, xin luôn. Rồi, ok. Cái kia là mấy? 60 à? Chuẩn không? Chuẩn chưa? Luôn. Rồi ok. Được rồi, ok nhá, ok. Đây. Thành phẩm của làm ra đây. Đấy, thằng em máy dập mạnh lắm, chân dập mạnh lắm. Rồi, ok. Rồi, được rồi nhá. Được rồi nhá, anh xin anh cảm ơn nhá.